cũng ra chợ, nó ra chợ bệnh nó lắm, nó chợ chìm lên. Rồi đo 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 không? Ừ, đo đo chiều ngang rồi đo cái khoảng cách lớp thép, đo khoảng cách thép rồi. Được chưa? Rồi công tác kiểm tra móng, kiểm tra chiều sâu, chiều ngang, chiều rộng. Rồi. Rồi. Khoảng cách lớp thép kéo dài luôn. Rồi, kéo ngang luôn. Ok anh. Rồi, đó chung ngang ra đi. Bao nhiêu? 30. 30, ok, xác. Rồi. Lớp trên 8 cái thép. Công tác che chắn. Hai nhà hàng xóm. Tông làm thí nghiệm kiểm tra mẫu tại hiện trường. Mẫu được lấy tiếp từ xe bồn. Công tác kiểm tra độ sụt.
đâu hả? Tắp đi, tắp đi mày. Nó đang chạy không? Vô cái đa. Ừ, vô cái đa. Chia cho người con trai đi. Rồi sao cho đủ rồi. Rồi mạnh dạn bóp cháy máy dùi luôn ơi. Bóp. Bóp cho nó cháy làm dầu hậu luôn. Cái kia tới chưa? Dùi mạnh vô chú đặt cái dùi cho ngay đầu cột, mạnh vô cho nó chạy đi. Thank you.
Rồi chút nhắn một từ nè. Gạch cháy xe bó hai bên mặt trước xe gạch bên.